Chào anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng Nhật Bãi để gửi đến anh em. Đợt này mình về được 3 cây dao, trong này có 2 cây dao gấp chuyên ghép bonsai, là gọi là cây dao ghép mắt, và một cây dao chuyên dùng để rọc cáp dây điện. Đây là những cái cây nội địa của Nhật. Thì tổng thể thì cái dòng dao này anh em cũng đã từng gặp rất là nhiều rồi. Về cơ bản thì cái dòng dao giới thiệu về cái dao gấp bonsai đi, cái mẫu số 2 và số 3 thì nó là một cái dòng dao chuyên dụng để anh em ta ghép cây, thiết kế dạng lưỡi 2 mép, thép thủ công, cán gỗ và được bọc vỏ inox bên ngoài. Dòng này thì chuyên dụng để ghép mắt cây, rất là bén. Ngoài ra anh em có thể sử dụng để gọt trái cây, cũng sử dụng được tốt luôn, hoặc anh em sử dụng mục đích khác như rọc cáp hay gọt cái gì đó cũng xài được. Thì mình bán với giá là 200.000 chi phí ship một cây. Còn cây dao số 1 là cây dao chuyên dụng để rọc cáp. Cái dòng dao này nó thiết kế là để mấy anh thợ điện anh rọc mổ cáp loại lớn. Trong quá trình mà mổ cáp ra và sử dụng cái lưỡi dao rọc giấy thì nó nhiều khi nó dễ gãy. Thì cái sử dụng cái dao rọc cáp này nó thiết kế chuyên dụng để mổ rọc cáp, thì cái lưỡi nó khá dày và cái độ bén của nó cao và cứng. Nên là nếu anh em mà sử dụng dao rọc giấy thì nó không khỏe bằng cái con dao rọc cáp chuyên dụng này. Thì tùy anh em có nhu cầu sử dụng cây dao nào thì liên hệ mình. Mình bán đồng giá 3 cây dao, gồm dao rọc cáp số 1 và 2 cây dao số 2, số 3 là dao gấp ghép bonsai, dao ghép mắt, với giá là 200.000 chi phí vận chuyển một cây. Chỉ về được chứ 3 cây thôi. Anh em quan tâm thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em.